Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm cái bầy sóc nha, bầy sóc để trên cây ấy. Dụng cụ bây giờ mình có là một cái dây phanh xe đạp, dây sau nha các bác nhé, một cái kìm và một ít dây dù đi. Đây dây dù nha các bác nhé. Còn sao? Dây dù các bạn nên sử dụng dây dù siêu siêu cường ấy, nó sẽ chắc chắn hơn. Dây dù này mình chỉ làm mô phỏng cho các bác biết thôi, dây dù mình làm mô phỏng nha. Các bác nên lấy dây dù siêu cường ấy, siêu cường lực ấy. Các bác đo vòng nó khoảng khoảng như này các bác ạ. Các bác đo được cái dây phanh xe đạp đằng sau này nhá, dây phanh sau này các bác cắt đôi nó ra. Cắt đôi nó ra này, có gập vào cắt đôi nó ra nhé. Đây nha các bác, bây giờ cắt đôi nó tao rồi, bây giờ các bác sẽ lấy một bên nhé, lấy một bên xong rồi xe cái sợi sợi cát nó ra này, lấy ra một sợi rồi. Các bác xe sợi cáp vào nhé. Đây nha. Lấy một sợi các bác lại gập đôi vào. Gập đôi vào. Bây giờ các bác sẽ đây các bác nhé. Các bác lại xoáy vào. Các bạn làm thế nào xoáy cho nó vào vào chặt đấy, không phải như này, không như này nó không tốt lắm đâu. Các bạn lấy cái gì về, bây giờ mình sẽ tạm dùng lấy cái đinh vít này về về làm nhá, làm thử như này được không nhá. Đây các bạn, và sẽ mình sẽ lấy như này, làm như này xem được. Mình sẽ xe sẽ cắt nó chặt vào, chắc vào. Ôi giời ơi. Có làm thế nào để cho sợi cáp nó chặt vào nhá.
Đây các bạn ơi. Cái này là do mình lười đấy. Nếu mà các bác đúng là các bác sẽ lấy một tấm ván đóng cái đinh này vào một chỗ cố định, xong rồi các bác đóng cái đinh vào một chỗ cố định nhá. Đóng cái đinh vào cái tấm ván đấy làm cố định, xong rồi lấy cái dây thép này luồn cái đầu này vào như này, xong rồi các bác lấy một cái gì đó cứng, các bác xoay cái đầu này, các bác cầm cái này xoay xoay cái rồi kéo căng ra, nó sẽ được như này, nó sẽ nhanh hơn đấy. Chẳng qua do mình lười mình không làm thế đâu các bác, nếu mà làm nhiều thì các bác làm như thế cho nhanh hơn nhé. Đây bây giờ mình sẽ được cái sợi cáp như này. Bây giờ sẽ lấy cái dây dù, các bác cắt một đoạn dây dù này. Bạn nên nhớ là lấy dây dù cường lực thì nó sẽ độ bền nó cao hơn nhé. Bây giờ mình lấy cái dây dù này mình phải gấp đôi nó lại. Đây. Mình lấy cái dây dù này mình sẽ gấp 4 nhé, không phải gấp đôi nữa, gấp 4 lại để cho có độ chắc này. Đây sẽ được một đoạn dây dù như này. Mình sẽ luồn nó vào trong như này nhé. Vào trong cái này này, trong cái vòng này này. Đấy. Sau đó các bác luồn nó vào trong. Đấy, bây giờ nó sẽ chắc hơn này. Sẽ được như này nha các bác nhé. Bây giờ mình làm sẽ được như này. Đấy, các bác làm thế nào chỉ để cho nó tròn đấy, thành một vòng tròn, tròn tròn vào. Đây, sẽ được như này các bác nhé. Sau đó các bác buộc đường như này nhá, xong như này. Sau đó các bác làm một cái khuyên này, làm cái khuyên xong các bác xỏ cái dây dù này vào trong, các bác buộc lại. Đây, buộc lại. Khá buộc lại như này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ được một cái bẫy như này. Đây nha các bác này. Sẽ được một cái như này. Rồi tí nữa mình sẽ lấy đi bẫy, xong rồi hướng dẫn các bác bẫy như nào để nó dính xong nhá. Các bác ơi, bây giờ
mình xem ví dụ ở trên cái cây này nhá, ví dụ bấy sóc ấy, cái bấy đây đây mình đã cuốn vào như thế này, cái này là mình đã hướng dẫn các bác làm rồi đấy, như thế này đây. Bây giờ mình đi lên lên rừng bấy là các bác phải bấy như này nhá. Đây nha các bác, các bác sẽ ví dụ đây là khu vực này là có một con sóc đúng không, các bác thấy nó đúng không, các bác sẽ đặt bẫy như này, có một cái cây ngang như này các bác sẽ đặt bẫy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bác đặt bẫy, các bác sẽ chặt vào đây một vết ở đây nhé. Chặt nha là sao ạ? Đây các bác sẽ gài cái cây này vào đây này, cái dây này vào đây nhá. Là như này các bác ạ. Đấy, cái cây này nó to to lắm nhưng mà to, các bác để chỉnh giữa cái cây như này. Đây. Mình sẽ chỉnh lại cho nó ở chỉnh giữa cái cây này nhá. Đấy, mình sẽ được một cái vòng bẫy như này. Rồi bây giờ sẽ được cái vòng bẫy như này nhá. Đấy, ở chính giữa cái cây này rồi, khoác mới nó ra rộng một tí nhá, to to một tí và làm cho nó tròn đi. Đây chính là như này, được đấy. Ví dụ như là cái cây này nó bé hơn một tí nó sẽ tốt, như cái cành này nó sẽ tốt này các bác ạ. Như cái cành này, bé như cái cành này nhá. Bé như cái cành này thì là nó tốt hơn, nó đẹp hơn đấy. Không thì làm cái cành này nó cũng được. Bây giờ các bác làm xong như này nhá. Còn cái đầu dưới này, ta lấy một cái đinh ấy, lấy một cái đinh cuộn cái đầu này vào cái đinh đấy, xong các bác đóng vào thân cây luôn, đóng vào thân cây nhá. Mình sẽ lấy một cái cây về làm ví dụ cho các bác xem luôn. Ví dụ như cái cây này là cái đinh như nha các bác nhé. Các bác sẽ cuốn nó vào đây, buộc chặt nó vào đây, sau các bác đóng vào như này nhé, đóng vào đấy. Bây giờ các bác sẽ chỉnh lại cái bẫy, xong rồi các bác để mồi nữa. Rồi như này rồi các bác nhá. Ví dụ cái cây này là cái đinh nhá, cây này là cái đinh, các bác cuốn buộc chặt vào cái đinh này. Ví dụ đây cái cây này là cái đinh, các bác buộc cái dây thép của mình vào cái này, xong đóng chặt ở đây, giữ nó ở đây. Cái vòng mình sẽ đặt ở dưới cây như này. Sau đó mình cái cây này sẽ nó sẽ dài ra hơn đi. Mình sẽ đặt cái mồi đây, quả chuối chín ở dưới này, và sau đó các bác sẽ đặt thêm một cái bẫy ở trên này nữa, ở trên này, ở vị trí này nữa.
ở giữa sẽ là mồi chuối, ở trên này sẽ là một thêm một cái bẫy nữa. Đấy các bác hiểu đấy, chắc cũng hiểu đấy, mình nói thế chắc bác cũng dễ đâu mà các bác ạ. Như này là nếu mà nó từ từ đầu dưới này lên nó sẽ gặp cái bẫy đầu tiên là cái bẫy này, còn từ trên kia xuống nó sẽ gặp cái bẫy ở trên này, cái mồi mình vẫn ở dưới này đấy. Hôm nào đó mình đi ra chợ mình mua chuối đó, mình sẽ làm cho bác xem và bẫy luôn mấy con sóc ở cái khu vực đấy nhá. Và hôm nay mình cũng xin chỉ cho các bẫy cách bẫy như thế thôi, như thế này nhá. Và bây giờ mình xin được kết thúc video ở đây. Xin chào tất cả các bác nhá.